Xin chào các em, bây giờ cô sẽ dẫn các em giải bài 97 ở trang 46, sách giáo khoa toán lớp 6 tập 2. Đề bài như sau. Đổi ra mét, viết kết quả dưới dạng phân số thập phân rồi dưới dạng số thập phân. Như vậy, chúng ta sẽ phải đổi tất cả các đơn vị ra mét. Đầu tiên là 3 dm. Thì ở lớp dưới các em đã học là đề 1 dm, Đầu tiên chúng ta sẽ đổi 1 m thì sẽ bằng 10 dm. Vậy 1 dm sẽ bằng 1 phần 10 m. Như vậy 3 dm của cô sẽ phải bằng 3 phần 10 m. Vì người ta yêu cầu viết dưới dạng phân số thập phân và ở đây là 3 phần 10 m 3 phần 10 thì các em hãy hiểu rằng phân số thập phân của chúng ta là phần phân số sẽ là lũy thừa của 10. Do vậy ở đây là phân số thập phân rồi là 3 phần 10. Vậy chúng ta sẽ đổi ra số thập phân. Số thập phân của cô tức là phần chữ số của phần thập phân đúng bằng chữ số 0 ở mẫu của phân số thập phân. Vậy Số 0 ở mẫu của phần phân số là một chữ số 0, do vậy phần thập phân của cô cũng là một số. Ở trên tử của cô là 3, do vậy đây sẽ là 0,3 m. Tiếp theo 85 cm sẽ bằng Bây giờ chúng ta sẽ có 1 m sẽ bằng 100 cm. Vậy 1 cm sẽ phải bằng 1 phần 100 m Vậy ở đây sẽ phải bằng 85 phần 100 m Bằng 85 phần 100 thì có hai số 0 Cho nên ở đây sẽ là bằng 0,85 m Tiếp theo 52 mm Vậy chúng ta sẽ có 1m sẽ bằng 1.000mm vậy 1mm sẽ phải bằng một phần 1 phần.000m như vậy ở đây của cô sẽ phải bằng 52 phần 1.000m bằng do trên tử của cô là hai số mà ở dưới của cô là 3 số 0 do vậy phần thập phân của cô sẽ phải là 3 chữ số thì chúng do trên này chỉ hai chữ số nên chúng ta sẽ phải viết thêm chữ số 0 là 0,052 m. Như vậy cô hướng dẫn các em giải xong bài 97 trong sách giáo khoa.